Sau hơn 10 năm có mặt tại Cần Thơ, Amway Việt Nam, thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, vừa chính thức khai trương trung tâm kinh doanh và trải nghiệm Amway tại thủ phủ miền Tây Nam Bộ. Trung tâm kinh doanh và trải nghiệm Amway tại Cần Thơ giúp gia tăng dịch vụ và trải nghiệm để phục vụ tốt nhất cho nhà phân phối và khách hàng ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là nơi Amway tổ chức các hoạt động đào tạo, cung cấp kiến thức về sản phẩm, văn hóa và định hướng phát triển của công ty. Tổ hợp sẽ bao gồm khu siêu thị, tiện lợi, quán cà phê sang trọng, các hoạt động trải nghiệm về dinh dưỡng, sắc đẹp và ẩm thực. Ngoài ra chúng tôi cũng đầu tư vào dịch vụ chuyển phát sản phẩm đến với người tiêu dùng nhanh hơn từ 6 đến 12 tiếng so với hiện tại. Diện mạo mới của trung tâm tại Cần Thơ là bước đầu của sự phát triển mang tinh thần đổi mới sáng tạo và nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm Amway có mặt tại Việt Nam. Nhân dịp này, Amway Việt Nam đã trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ quỹ vì người nghèo của phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngày 24 tháng 6, Amway Việt Nam, thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, chính thức khai trương trung tâm kinh doanh và trải nghiệm Amway tại số 449-451 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Sau hơn 10 năm có mặt tại thủ phủ miền Tây, trung tâm Amway ra mắt với một diện mạo mới, gia tăng dịch vụ và trải nghiệm để phục vụ tốt nhất nhà phân phối và khách hàng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm kinh doanh và trải nghiệm Amway Cần Thơ có diện tích 1.500 m², bao gồm các siêu thị mua sắm, khu vực trải nghiệm sản phẩm, phòng hội họp kinh doanh, hội trường có sức chứa gần 400 người. Công trình được xây dựng theo phong cách hiện đại, sang trọng và trẻ trung. Hứa hẹn sẽ là không gian kinh doanh và trải nghiệm thuận lợi cho nhà phân phối, khách hàng với đa dạng sản phẩm, dịch vụ, cũng như được hỗ trợ tư vấn tận tình. Amway Việt Nam có mặt tại thị trường Cần Thơ từ năm 2010. Amway Việt Nam đã quyết định xây dựng trung tâm kinh doanh và trải nghiệm mới tại Cần Thơ với mục tiêu là nâng tầm cái tình hình kinh doanh tại đây cũng như là xây dựng để tương xứng với sự phát triển của kinh tế của Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm là nơi Amway tổ chức các hoạt động đào tạo và cung cấp kiến thức về sản phẩm, văn hóa và định hướng phát triển của công ty. Khách hàng và nhà phân phối sẽ có cơ hội tham gia các buổi nói chuyện chuyên sâu về các chủ đề dinh dưỡng, sắc đẹp, thể thao đang được quan tâm. Trong những năm gần đây, bên cạnh chiến lược phát triển chuỗi trung tâm trải nghiệm sản phẩm, Amway đã đầu tư hơn 500 triệu đô la vào các nền tảng kỹ thuật số. Mục tiêu chính là kết nối tốt hơn với người tiêu dùng trẻ tuổi trên thị trường, xây dựng những cộng đồng phù hợp với từng sở thích như cộng đồng chăm sóc sức khỏe, cộng đồng chăm sóc sắc đẹp hay cộng đồng yêu thích ẩm thực. Chúng tôi tin rằng tất cả những cái sự đầu tư đó sẽ giúp nâng cao cái tinh thần tự chủ kinh doanh, tạo ra cơ hội khởi nghiệp cho tất cả mọi người ở tất cả các thị trường trong khu vực. Đây là một trong những khoản đầu tư ban đầu của Amway Việt Nam hướng tới sự phát triển theo tinh thần đổi mới sáng tạo của Amway tại Việt Nam. Nhân dịp khai trương, Amway Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ quỹ vì người nghèo của phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp vì lợi ích cộng đồng.